sao con tìm được nó. À, bây giờ cha không có khả năng cha đi nổi để cha tìm nó thôi. Ông ngoại nuôi luôn chứ không phải là ông ngoại thiệt ruột. Đúng rồi. Bà cứ đòi gả con bé này đi nước ngoài không mà nó thật ra nó không chịu đi. Nó nói mẹ ơi con không có chịu đi lấy chồng nước ngoài, em cũng cản con em thôi. Có bà dì Út này là bà đi tới đi lui với gia đình thôi. Là bà có nghĩa là bà cắt đứt mẹ con em không có nguyên liên lạc luôn, cũng như là không cho liên lạc qua lại luôn. Em mong con về với ông ngoại đi. Chủ nghiệp ông ngoại ông con. Thương con từ nhỏ mà sao con bỏ ngoại đi vậy? Không thương mẹ thì thương ngoại thì con cũng về đi. Con cũng vậy đó ngoại ơi. Giờ con không đi làm, con không ở đây nổi nữa. Con đi làm một hai tháng con về con thăm ngoại vẫn được. Đâu phải ai bắt buộc con phải ở đây đâu. Mà sao con đi con cắt liên lạc con không cho gì bên nhà. Dạ, lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào tất cả quý ông bà của chú anh chị. Và hiện tại trước màn hình quý ông bà của anh chị có một chị gái từ lặn lội rất là xa ở tỉnh miền Tây lên đây để mà nhờ anh em đăng tải về câu chuyện cũng như là cái hình ảnh đi tìm một bé gái. Thì em chào chị. Dạ chị ơi, hôm nay là chị lên chương trình của anh em á, là chị muốn anh em đăng tải về nội dung gì chị? Tìm bé đi, bé bỏ nhà đi nay hơn tháng rồi anh. Dạ, xin phép chị tên gì và ở đâu ạ? Tên Nguyễn Thị Ngọc Dân, nhà ở khu phố 7, phường 1, thành phố Gò Công. Tiền Giang ha? Tiền Giang. Thì cái người mà trong chị năm nay là bao nhiêu tuổi? Em năm nay 42. Còn cái hình mà trong chị cầm lên đưa trên trước ngực đó là cái gì của chị? Bé gái. Bé gái ha? Con là gái. Chị, là chị đi tìm bé này ha? Đúng rồi. Thì câu chuyện này như thế nào thì chị có thể trình bày cho quý bà của chị mình biết luôn. Không biết là bé có giận hờn gì với gia đình không mà bé đi, bé không có nói gì hết mà từ hồi đi là không liên lạc được, không liên lạc gì với gia đình. Nhưng mà ông ngoại thì bây giờ bệnh nặng dữ lắm, mong cho bé về để chăm phụ ông ngoại. Chỉ là yêu cầu là nhờ mấy anh. Bé bao nhiêu tuổi vậy? Bé 23 tuổi. 23 tuổi và hiện là ở chung với chị hay sao? Ở chung với ông ngoại. Ở chung với ông ngoại. Bé có đi học hay là đi làm gì không? Bé hồi trước là đi học học lực ra trường rồi giờ rồi ông ngoại bệnh về ở nhà được hai ba tháng gì đại đó. Học luật luôn hả? Đúng rồi. Là bé 23 tuổi mà từ lúc mà ra trường tới giờ không liên lạc được hay sao? Không, ra trường vẫn liên lạc bình thường. Rồi sau đi làm được 2 tháng rồi ông bà ở nhà mới bệnh rồi mấy bé mới về rồi kêu bé ở nhà, rồi bé ở nhà được 3 tháng rồi bé đi tiếp, là đi nay một tháng mấy rồi đó, là không liên lạc được với bé luôn. Rồi hiện tại bây giờ là bé này là ở chung với ông ngoại mà hiện tại ông ngoại bệnh rất là nặng. Ông ngoại bệnh gì chị? Ông ngoại bị vòng họng, bị ung thư vòng họng vào thời kỳ cuối rồi đó. Bây giờ ông ngoại cũng muốn gặp được bé này không? Gặp được bé thôi, gặp được bé là cũng như là giờ ông ngoại chỉ khóc không mà nhớ bé. Là mong muốn, ví dụ giờ bé về bé nói mẹ ơi, ông ngoại ơi giờ con đi làm tháng, đôi cái tháng con về thăm ông ngoại. Mà từ đó giờ là coi như là bé với chị là vẫn liên lạc bình thường đó. Đúng rồi, vẫn liên lạc bình thường. Có cái khoảng thời gian sau này thôi là không, bây giờ vẫn liên lạc nhưng mà từ hồi mà bé đi tháng mấy nay là mình không liên lạc được với bé luôn, không gọi điện được. Bây giờ còn liên lạc được không? Không luôn. Không luôn ha. Là số điện thoại với Zalo rồi là chặn hết. Hết không gọi được. Gọi là cứ thuê bao quý khách vừa gọi không. Mình có liên hệ đến bạn bè và nơi làm việc của bé chưa? Nơi làm việc của bé thì mình không có, trước giờ bé đi bé không có cho mình biết là học ở chỗ nào và ở chỗ nào hết luôn. Cứ đi rồi miễn là về thôi chứ mình cũng không có biết là bé ở chỗ nào, bé cũng giấu. Nhưng mà trước đi học luật thì biết là đại học trường Nguyễn Tất Thành của quận 4. Rồi. Và trong câu chuyện trong gia đình có chuyện gì không mà bé có thể là bé buồn hay là cái gì đó bé mới đi chứ? Mình cũng không biết là bé có chuyện gì với ông ngoại không mà ông ngoại nói là không có gì hết. Hồi lúc trước thì thời gian trước bé cũng buồn, bé nói là mẹ ơi chắc con không ở nữa. Rồi em mới khuyên, em mới nói là thôi bây giờ con ráng nuôi ông ngoại phụ mẹ đi. Rồi ông ngoại mất rồi con muốn đi đâu con đi. Bây giờ mình cũng thương chứ, gái mà. Mong giận, chỉ mong gặp nó thôi. Nói chung là cái câu chuyện này nó cũng bé cũng đủ tuổi rồi. Mình có trình báo cho cơ quan này nọ chưa? Em trình báo cho cơ quan nhưng mà cơ quan nói là giống như là bé đủ tuổi bé đi rồi. Nhà cơ quan ta không có can thiệp, người ta nói chỉ trừ ngoại trừ ra những cái tin nhắn đe dọa tống tiền thì công an người ta mới can thiệp vào. Đúng rồi. Và từ trước tới giờ chị có lên chương trình của ai chưa? Dạ chưa. Chưa ha.
Rồi khi mà đăng tải lên thì mình trước đó thì bé có dấu hiệu gì không trước khi đi á? Ông ngoại nó mấy ngày cứ cầm điện thoại không à, rồi cứ buồn thiêu à, nhưng mà nó không có tâm sự gì hết. Trước cái ngày đi đó là ngày thứ bảy, bé có xuống nhà em chơi nữa, tại vì em ở riêng, bé ở với ông ngoại. Rồi có xuống nhà chơi rồi khuya lại chủ nhật là bé đi, nó đi ông ngoại không có hay. Tới chừng mà 12 giờ mấy ông ngoại mới tá ra là nó mất tiêu rồi. Mà trước khi nó đi đó thì nó xách có 2-3 bộ đồ thôi, hoàn toàn nhà tiền bạc gì hết, không có lấy gì hết. À, đi là đi tay trắng luôn hả? Đi tay trắng, đi cái giấy tờ xe của ông ngoại vẫn lấy trả lại cho ông ngoại, không lấy gì hết. Rồi trong khoảng thời gian đó là ổn mà sao là chị là mẹ là sao bé ở riêng với ông ngoại là sao? Là mẹ, tại vì trước là em với cha bé ly hôn rồi em có gia đình mới, có gia đình mới rồi em mới ở riêng, là bé ở với ông ngoại. Trước kia là em với cha bé là ly hôn rồi em về em ở với ông ngoại, ở với cha mẹ rồi sau em lấy chồng rồi bé ở mới ở với ông ngoại. Rồi cha của bé là có lập gia đình riêng luôn chưa? Có rồi anh. Có rồi luôn ha. Rồi mình có liên hệ đến người cha của bé đó là có gì dữ chưa? Dạ không, em không có liên lạc với bên đó, tại vì em với bên đó là không có nói chuyện, nên em không có không nói chuyện. Mình mới gọi hỏi thăm là con thì mình có gì đó không? Anh biết sao, em không có số điện thoại trên đó luôn. Từ hồi mà em thôi tới bây giờ là vợ chồng cắt đứt luôn, không có ai tới ai hết. Thì con bé này hồi thời gian lâu rồi nó có về cảnh, nhưng mà thời gian này thì mình không biết nó có về hay không. Bây giờ chỉ mong là bé chỉ về. Thôi giờ con ở đây con làm không nổi, hay là hoặc gì gia chuyện gì đó con ở không nổi, thôi giờ con đi, ông ngoại đừng buồn, chỉ nói vậy thôi. Chỉ nói vậy thôi hả? Có để thư từ gì lại không? Không, đi không mà không có nói gì hết, bé đi là không có nói gì hết, không có để cái gì lại hết. Chị với ông xã chị á là ở với nhau có người con đó rồi, có ai thêm đứa nào nữa không? Chỉ có con bé này thôi phải không? Bé ngoan, lúc mà sống chung là bé ngoan không? Bên hồi đó thì nó ngoan dữ lắm, nó nghe lời dữ lắm, mà thời gian gần đây thì nó gần như là không biết làm sao, cũng không biết. Chị có đoán được, nghi ngờ được cái chuyện này giống như là tình cảm hay là cái vấn đề nào không? Chị có suy đoán được cái vấn đề này không? Em nghĩ là có người cũng như là hướng dẫn chỉ đường cho nó đi. Vậy tại vì em ở quê em mới có cái bà dì em á, bà cũng như là con bé này ở nhà làm phụ bán muối với ông ngoại, mà bà cứ nói là mày đi đi chứ mày ở đây mày ở không, mày làm không có nổi, mày làm thét mày chết, là con bé nó có tâm sự với em vậy. Làm cái vấn đề nào là lúc đó là tốt nghiệp chưa? Mới đây đó. Mới đây thôi. Là cái người gì hả? Người là... gì? Người gì là em của mẹ. Em của mẹ. Là nói là ở dưới quê đó làm không nổi hay sao? Cũng như là nhà ông ngoại bán muối, nhưng mà ông giờ ông ngoại bệnh, nhưng mà vẫn còn đi tới đi lui được. Rồi bé mới ở nhà buôn bán, vô muối bán muối vậy đó. Rồi bà dì bà mới nói là mày ở đây mày làm thét mày chết. Nó là sự kích động của những người lớn, cho nên con bé này nó mới bỏ nhà nó đi thôi. Nhưng mà nó đi thì nó không có tâm sự rõ ràng với em, mà mẹ ơi thôi bây giờ con ở không nổi nữa, bây giờ mẹ nói với ông ngoại con đi làm hay là con đi đâu đó để cho ổng yên tâm thôi. Bây giờ là ổng chỉ cầu mong là kiếm được nó thôi. Mà cái mối quan hệ giữa ông ngoại với bé này là ổn không chị? Bình thường, trước giờ ông ngoại nuôi mà. Tại vì hồi nãy em có nghe chị nói là có một lần là bé tâm sự với chị là không có ở nổi với ông ngoại nữa. Không, nó thật, con không ở đây nổi nữa. Nhưng mà mình không biết giữa cái ở đây nổi là nó bị chuyện gì, em không biết. Hay là do sự kích động của bên ngoài, người ta kích động nó là nó buồn nó đi thôi. Chứ bé rất còn khờ, anh 23 tuổi chứ khờ dữ lắm. Đi ra trường đi làm mình có thử là liên hệ với những người bạn dưới quê chưa, dòng họ dưới quê mình có liên hệ chưa? Vòng với bà con em thì thật ra là nó không có tới ai, hồi xưa giờ nó không có chơi với ai hết, nhưng mà bạn bè thì nó không thấy nó dắt ai về nhà hết. Bé đi là chỉ cầm theo giấy tờ của bé thôi hả? Đúng rồi, chỉ mang giấy chứng minh, với ông ngoại nói là bé mang trong mình đâu được có 1,000,000 thôi, với sợi dây chuyền dành 18 của bé thôi, còn như là hoàn toàn xe ông ngoại là bé trả lại hết, bé không lấy gì. Chị về có hỏi là ông ngoại chưa? Em nghĩ nãy giờ theo như chị nói đó, em cũng sợ là ông ngoại có này nọ với bé này không? Không, ông ngoại có tại lúc trước khi bé đi là ông ngoại có trình báo, có nói với em điện cho em ban đêm rồi, mà điện cho em tầm lúc đó 2:30, nhưng mà máy em cài chế độ im lặng á, không có hay, tới chừng sáng lại mới thấy cuộc gọi nhỡ, mới gọi lại là ông ngoại mới báo là con bé là nó đi rồi. Nó đi rồi, nó không có ở nhà, nó có về xuống con không, mà thật ra nó không có xuống. Không, ý em hỏi là cũng như là ông ngoại khó khăn hay là dạng không, như không. Là ông ngoại rất là thương bé từ nhỏ luôn á, thương nó dữ lắm. Bây giờ ông ngoại còn khóc, mà nó đi mà ông khóc á. Nếu như vậy là
gì tác động như nãy giờ chị nói đó, người gì tác động tới cái tâm lý của bé, đúng rồi, suy nghĩ nên nó mới là bỏ đi. Tại vì em lấy chồng gia đình riêng cho nên là bà dì vẫn cứ kích động á, là nói là mẹ mày lấy chồng rồi chừng nữa dẫn cha dượng rồi về tùm lum vậy đó, rồi sự kích động tác động của bà dì bên ngoài cho nên bé chịu không nổi, bé bỏ nó đi thôi. Trước khi bé đi mấy thằng nói con hận dữ lắm mẹ, lúc mà nó nhắn tin cho em nó nói vậy, nó hận bà dì em á. Nói thẳng là hận bà dì, chứ không phải là hận không, chị nó nói hả? Mẹ vẫn nhắn tin mẹ ơi con hận bà lắm, cũng tại bà mà gia đình mình mới như vậy. Nhưng mà chị có hiểu, chị có hiểu được người gì á, người bà gì đó có làm gì không mà em cũng kể rõ sự thật cho anh biết, cũng như là em là con nuôi của ông ngoại, nhưng mà ông ngoại nuôi em từ nhỏ, gả dựng vợ gả chồng luôn đó, rồi tới ngày mà em thôi cha bé đó là em mới về mở với ông ngoại, trước giờ em ở với ông ngoại rồi thôi cha bé rồi em mới về em ở với ông ngoại luôn, rồi sau thời gian đó, em mới đi lấy chồng thì bé vẫn ở ông ngoại nuôi bé đi học tới lớn luôn. Mà vậy là tính ra là đâu có ruột thịt gì đâu, thì không có ruột thịt nhưng mà người ta vẫn thương mình, người ta vẫn lo, vẫn thương. Ông ngoại nói là bây giờ làm sao con tìm được nó, bây giờ cha không có khả năng cha đi nổi để cha tìm nó thôi. Vậy là ông ngoại nuôi, ông ngoại nuôi luôn chứ không phải là ông ngoại thiệt ruột. Đúng rồi. Thì bây giờ đó là chị nhà anh em, nhưng mà câu chuyện của chị trong gia đình của chị có sao, có thật thương như nào, và là thật nha, tại vì chị mong rằng là anh em đây là đăng tải giúp bà con mình, và mình phải nói sự thật chứ đúng mình rồi. Không bao giờ mình không, nói dốc láo được nha chị. Đúng rồi anh. Và khi mà câu chuyện của chị nói lên như vậy đó, thì nếu mà sau này đó là người gì của chị lên tiếng hoặc là nhờ với anh em đăng tải, anh em vẫn tìm hiểu được đúng cái rồi. Câu chuyện của chị nha. Đúng rồi. Đó. Thì theo như những lời chị nói đó, thực sự cái câu chuyện của gia đình của chị hơi phức tạp ha. Tại vì khi mà chị đã lấy một lập gia đình mới á, thì người con ruột của chị, cô bé gái này cũng đã ở với ông ngoại nuôi trong khoảng thời gian đó, thì trước khi đi á, thì bé cũng đã nói rất là hận bà dì đó. Nhưng mà trong câu chuyện mà không biết là bà dì có làm như thế nào đó thì không biết. Dạ. Mà trước kia là bà dì á, bà cứ đòi gả con bé này đi nước ngoài không, mà nó thật ra nó không chịu đi. Nó nói mẹ ơi con không có chịu đi lấy chồng nước ngoài, em cũng cản con em thôi con. Ông ngoại có mình con, thôi con ở đây đi. Đâu nhà nói chung ra là nhà em cũng đủ cuộc sống chứ không có đến đổi mà người nghèo khó. Nhưng mà mình muốn là cứ đòi đốc con bé này để đi nước ngoài không. Nói chung ra là em nói cho anh biết là đốc con bé này đi nước ngoài để giành giật tài sản thôi chứ không có gì á. Ồ, vậy ông ngoại nuôi tiền nhiều không, giàu không? Thì ổng cũng được, cũng mần thì cũng có cơ ngơi, cũng có của cải vậy đó anh. Là bên ông ngoại nuôi đó là nhiều đông con không chị? Dạ không, có mình em thôi. Dạ mình em rồi, con ruột kìa, con ruột. Không, không có con ruột, có con nuôi là mình em. Là bà gì là em vợ. Là em vợ. Là bé là kêu tới bằng bà đúng không? Bé kêu bằng bà. Dạ. Thì nãy giờ nói chung là câu chuyện này cũng hơi phức tạp à. Tại vì không ai ruột thịt hết trơn đó. Bên kia bên gì thì cũng không liên quan gì tới luôn. Đúng rồi, đâu có không liên quan gì. Nhưng mà em hỏi thiệt nè, ông ngoại á, ông còn khỏe không? Ông bệnh nhưng mà ông khỏe không? Thì bệnh đi, rồi mệt thì nằm, rồi đi. Nhưng mà ông ngoại si dữ lắm, ốm yếu dữ lắm. Rồi giờ ban đêm thì chỉ có hai ông bà thôi, không có ai ban ngày. Thì em còn tới lui tại vì em có cuộc sống riêng, em ở với nhà bên chồng em á. Rồi hàng ngày em khi nào em không đi làm việc thì em về em chạy lên chạy xuống, lúc có bé thì em cũng chạy, nhưng mà bé lo được đỡ bớt phần nào. Tài sản cũng như đất đai ông ngoại nhiều không chị? Dạ ông ngoại thì cũng có đất đai nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Ông ngoại chỉ muốn là bây giờ bé về để ông ngoại, hồi trước bé chưa đi đó là ông ngoại muốn để di chúc lại cho bé. Nhưng mà bé đang làm giấy bị trục trặc, giấy tờ bị trục trặc, cho nên là rồi không biết bé buồn chuyện gì bé đi, ông ngoại muốn về để ông ngoại làm di chúc để lại giấy tờ nhà đất cho bé. Để ông ngoại nói là bé đi vậy không có biết đường kiếm, rồi ông ngoại mất đó thì của cải là người ta sẽ dành hết. Cái tấm hình này là chụp lâu chưa chị? Em nó chụp cho em hồi Tết đi hội chợ này em Tết. Mới lấy ra là chứ hồi xưa hình của nó còn nhỏ xíu thôi. Tết, nhìn Tết, mới Tết này ha. Đúng rồi anh. Rồi
trong khoảng thời gian mà khi đi rồi đó là từ bữa mà đi tới giờ là hoàn toàn là những cái liên lạc cắt đứt hết luôn, không Facebook, Zalo này nọ chặn hết luôn hay sao? Zalo là mấy ngày đầu tiên em vẫn còn nhắn tin đọc nhưng mà không có trả lời, rồi chừng tầm 5 ngày sau là bé mất liên lạc luôn, không còn liên lạc nữa, không nhắn tin thông qua nữa mà gọi điện không được luôn. Cái giai đoạn ban đầu chỉ còn liên lạc được chứ bé là bé nói sao? Không có liên lạc gì hết. Đấy là giai đoạn ban đầu điện được á, có nói chuyện được không? Không, không có điện được luôn. Từ ngày mà ông ngoại báo đi rồi là ông ngoại gọi cho nó là thuê bao. Rồi sáng là em nhắn tin, qua tin nhắn nhưng mà không trả lời. Rồi điện thì không được. Là bình thường là cái nhà của ông ngoại đó là chỉ có là bé con chị tên gì em quên rồi. Ngọc Hân. Bé Hân với ông ngoại ở thôi. Đúng rồi. Ông ngoại với bà ngoại, còn bà ngoại nữa. Còn bà ngoại nữa hả? Bà ngoại có nói gì không? Không, bà ngoại thì giống như là cái dạng bà ngoại giờ cũng hơi lẫn rồi. Bà ngoại 70 mấy rồi, bà ngoại cũng lẫn rồi thì thôi bà ngoại mình mà. Thôi giờ ví dụ mặc dù bà ngoại có nói gì đi nữa, mình là con là cháu mà. Mình cũng phải hồi trước giờ ông ngoại bà ngoại nuôi nó mà. Nuôi nó từ hồi 3 đỏ thẻ lọt lòng ra tới bây giờ luôn á anh. Rồi mấy nhà của ông ngoại có mấy người, bà ngoại có mấy người gì? Con cháu thì đông không? Con cháu thì đông lắm nhưng mà ai ta cũng có cuộc sống riêng, thì chỉ có bà dì Út này là bà đi tới đi lui với gia đình thôi. Là bà có nghĩa là bà cắt đứt mẹ con em không có nguyên liên lạc luôn, cũng như là không cho liên lạc qua lại luôn. Vậy là do cái người dì Út này thôi ha. Chứ hoàn toàn là em bảo đảm với anh là đối với ông ngoại nó là không có gì hết. Ông ngoại nó rất là thương nó mà. Anh biết cái ngày nó đi mà ông ngoại nó khóc tới bây giờ vẫn còn khóc. Nhớ tại giờ nhỏ lớn giờ ở ông ngoại. Chị có đôi lời nào gửi đến cho con của chị không? Chào mẹ mong con về với ông ngoại đi. Để tụi nghiệp ông ngoại lắm con. Ông ngoại thương con từ nhỏ mà sao con bỏ ông ngoại không đi vậy? Không thương mẹ thì thương ông ngoại đi con, con về đi. Trời con dạng nó ông ngoại ơi, giờ con không đi làm, con không ở đây nổi nữa. Con đi làm, một hai tháng con về con thăm ông ngoại vẫn được. Đâu phải ai bắt buộc con phải ở đây đâu. Mà sao con đi con cắt liên lạc, con không cho về bên nhà mình biết hết vậy. Rồi chị cũng muốn là anh em đăng tải tìm để liên lạc được đến con của chị. Dạ. Đến về ông ngoại đang hấp hối rất là xuống sức lắm giờ. Là muốn gia đình này muốn bây giờ là bé Hân này nó đi đâu. Dạ. Thì cũng phải cho gia đình đúng biết rồi. Đúng không chị? Đúng rồi, bé có về cha bé em không buồn, nhưng mà nói là ông ngoại ơi con ở không nổi nữa, con đi về cha con hoặc là con đi làm để cho gia đình biết vậy thôi, là không đi tìm cháu. Ông hoặc ba cha em không ăn uống gì được, cũng vì nó không mà cha em không ăn uống gì được. Thí dụ bây giờ ở với ông ngoại thấy cuộc sống không có ấy đó thì vậy chạy đâu có cần phải, nên thí dụ mình nói với ông ngoại một tiếng chứ đâu phải đúng, chạy trốn ông ngoại như vậy được. Đúng rồi anh biết không, cha nó đi rồi cha em khóc không, con ơi con tìm nó đi con, mà tìm không được em hỏi anh chứ cả đất Sài Gòn làm sao em tìm được. Cha em chỉ biết là nó hồi trước nó ra nó đi làm á là công ty tư vấn pháp luật, mà em không có biết là ở cái đường nào để em đi em kiếm nó hết. Tại công ty thì nó rất là nhiều công thì ty luật rồi, thì dạ. Ông ngoại chỉ biết vậy thôi. Con ơi, ông ngoại nuôi tới lớn á, mà bỏ ông ngoại đi vậy. Giờ em chỉ cần nó là gọi điện về liên lạc với ông ngoại thôi, ông ngoại đừng buồn, con đi làm 5 tháng nửa tháng gì con về. Ông ngoại không có lo. Hồi trước giờ cha của bé anh biết không, nó ở với ông ngoại cha không có tới lui thăm nom gì hết, bỏ hoàn toàn bỏ ông ngoại nuôi không. Ông ngoại nuôi nó từ hồi nó đỏ lọt lòng ra tới bây giờ luôn đó. Thì nãy giờ nghe chị nói thì đây là cũng nói chung là ông ngoại là ông ngoại nuôi, mẹ ba là ba nuôi, nhưng mà nuôi từ nhỏ tới bây giờ. Em là ông ngoại sinh từ có 1 tháng thôi. Ông ngoại nuôi tới bây giờ dựng vợ gả chồng đàng hoàng, lo cho đầy đủ rồi. Đúng lo rồi. Cho bé luôn tốt nghiệp đại học lực luôn, đại học lực ra. Dạ. Từ một tay ông ngoại nuôi không, chứ ông mẹ không có nuôi em. Nói chung là em lấy chồng cũng đủ cuộc sống của em thôi, em không có dư giả để em lo cho con này nữa. Nhưng mà bé đối xử với ông ngoại là đi không có nói lời nào. Đúng rồi. Dạ. Ông ngoại vẫn không buồn, ông ngoại nói là bây giờ chỉ tìm được nó thôi, là bây giờ chỉ gọi điện là ông ngoại ơi ha mẹ ơi con đi làm, mẹ nói với ông ngoại là 5-3 tháng hay 2-3 tháng thì con về con thăm gia đình một lần. Cha em cũng không có buồn nữa anh, mà này nó đi nó cắt đứt liên lạc với gia đình luôn. Bây giờ
Nãy giờ chị cũng mới chia sẻ đó, thì anh em cũng ghi hình và cái câu chuyện của chị có dám hứa rằng những cái lời nói của chị là hoàn toàn đúng và chịu trước những lời nói của mình nha. Em hoàn toàn chịu trước pháp luật những lời nói của em nói ra là em dám chấp nhận. Rồi khi mà bé này ở với ông ngoại nuôi như vậy đó là có ai ở chung nữa không? Bà ngoại ai nữa? Bà ngoại với ông ngoại với bé thôi. Là cũng không ai biết là trước khi đi đó là bé có dấu hiệu giống như là buồn bã vậy. Ông ngoại chỉ nói là 3-4 ngày á là nó chỉ cầm điện thoại nó bấm thôi, nó buồn nhưng mà nó không có nói gì hết. Rồi cái tối cái ngày 31 tây nó vẫn còn xuống nhà, 30 tây nó vẫn còn xuống nhà em. Ngày 31 tây khuya, 31 tây là bé đi nhưng mà không biết bé đi hồi lúc nào. 30 tay còn xuống chơi với em nó nữa, tại nó còn hai đứa em nữa. Hay là giống như yêu đương gì không? Cái ban đêm á, 31 tay em còn nhắn tin, tại hôm trước nó xuống em chơi rồi con nhỏ, con bé nhỏ em á, với nó hai chị em nói chuyện, rồi em mới nói tưởng đâu là nó giận em, nó con em còn nhắn tin, em nói ủa bộ con giận mẹ hay con giận em, con không trả lời. Rồi nó mới nói mẹ ơi con đang ăn bánh, là lúc đó 10 giờ mấy rồi. Rồi bắt đầu là bật vô âm tính luôn, không có trả lời nữa. Là sáng lại khuya lại đó là 2 giờ mấy ông ngoại điện nói con mày nó đi mất tiêu rồi, nó có xuống mày không? Nói không cha, là bắt đầu đá quả là lần mất tới bây giờ luôn. Nếu như vậy là phải có người chở đi buổi khuya, là phải có người chở chứ đúng đâu rồi. Có xe ôm gì đâu có xe ôm mà nó không biết là ai chở nó thôi, mình không biết. Ở gần đó là có nhà dân rồi có camera đâu không chị? Không biết ở sát bên nhà có camera không. Rồi trích xuất camera lại. Anh phải một tháng nay là mình trích xuất được không? Trích là hơi lâu rồi. Có phải không biết còn giữ không? Nếu mà bé mày, nếu mà trường hợp như chị nói như vậy nãy giờ em hiểu rồi đó, câu chuyện trong gia đình của chị nó cũng khá là phức tạp, cho nên có thể là bé buồn. Và hiện tại bây giờ là chị nói là bé đi trong đêm đó, em nghĩ là có phải là bạn bè hoặc là có ai chở đi. Đúng rồi. Tại vì bé đi ban đêm tầm tới 12 giờ mấy ông ngoại mới biết là bé mất. Tại vì ông ngoại nói vậy nè, xuống nhà dưới á, rồi đi lên nhà trên thấy cái cửa không có đóng. Ông ngoại mới vô trong buồng kêu bà ngoại hỏi con bé đâu rồi. Ông ngoại mới nói, bà ngoại mới nói không biết. Là ra thật ra là cửa rào rồi bé đi, bé không có phá, không có gì hết. Mà đi á, đổi dép, thường thường nhà mang dép cũ, ông ngoại nó đi mang dép mới. Rồi đồ quần áo hồi trước á, về nuôi ông ngoại chỉ đem 2-3 bộ đồ thôi. Là hai ba bộ đồ, còn đồ cũ là hoàn toàn bỏ lại hết, đồ mới thì lấy đi. Trong khoảng thời gian mà bé tốt nghiệp đó, rồi bé có dư giả, có tiền bạc gì không? Không, bé cũng sống với ông ngoại, thì ông ngoại hàng tháng ông ngoại rất là thương. Hàng tháng về hãy chừng về là ông ngoại nói là 3 triệu, 4 triệu, 2 triệu, nói bao nhiêu là ông ngoại đưa bao nhiêu. Chứ đi mà thân gái mà đi mà không phải có tiền chứ mà thì, đi trong đêm như vậy đó, thì ông ngoại nói đi là có được sợi dây chuyền vàng 18 với đâu được 1 triệu mấy thôi chứ không có nhiều. Xe của ông ngoại trả lại luôn, không có lấy xe luôn. Cái sợi dây chuyền đó là bao nhiêu chỉ chị? Ông ngoại nói chuyện chỉ mấy đổ lại. Chỉ thì đâu có nhiêu, mấy triệu bạc. Có mấy triệu bạc mà nó đi một tháng nay mình không biết, là em chỉ sợ là bé bị gạt đi thôi. Chứ bé nó khờ lắm anh, khờ dữ lắm. Tại vì trường hợp bây giờ không phải là học luật hay là học như thế nào, như học cao cỡ nào cao, nhưng mà theo như chị nói là bé cũng khờ, đó giờ chưa va chạm nhiều. Đúng. Và cũng có thể là bây giờ chị biết rồi, con gái bây giờ nó hơi xinh tí, là những cái người trên mạng đó, những cái thành phần mà dạng này nọ đó, có thể là nó yêu đương rồi xong rồi dẫn một cam, hiện tại bây giờ rất là nhiều, rồi xong rồi sau đó đó là nó sẽ tiền chuột tùm lum, rồi một số tiền rất là lớn đấy. Nếu mà em cũng sợ vậy đó, cho nên em mới nhờ mấy anh đăng tải giùm để em tìm bé, chứ ngoại trừ ra là bé không có gì với gia đình hết. Trước giờ bé có bạn trai hay không thì mình không có biết. Yeah. Bé không có tâm sự gì hết. Em còn hỏi con ơi con có ghệ chưa, nó nói sao mẹ hỏi làm chi dạ, nó hỏi vậy đó. Mà thật ra thì em không biết thật. Thì chị cũng đi hỏi bà con rất là nhiều, cũng không ai biết tung tích gì đâu ha. Không ai biết, có bà cô chồng bà ở gần mà hỏi thì nói là thấy bé có về nội không, nói tao không có liên lạc với ở cảnh, rồi chị nói vậy thôi. Rồi nói chung ra là em với bên chồng em mâu thuẫn, cho nên em không có tìm tới cảnh để em nói chuyện. Bên chồng chị gần đó không? Ở trên Bình Phú á. Là tỉnh nào chị? Cũng chung tỉnh Tiền Giang luôn. Nhưng mà Gò Công Tây. À, Gò Công Đông, Gò Công Tây ha. Em ở thị xã, còn cái đó là ở Gò Công Tây. Chị có khi nào nghi ngờ là con mình bị người khác dẫn đưa qua cam không? Em sợ vậy đó, em nghi vậy đó. Tự nhiên từ hôm nay 3-4 ngày nay em không ngủ được. Với từ hồi nó đi tới giờ em thấp thỏm, em không biết con em nó đi đâu.
nó chỉ còn là mẹ ơi thôi, giờ con đi đó con làm công việc đó. Hồi trước nó cũng đi làm 1-2 tháng nó mới về, thì 1-2 tháng đó thì ông ngoại biết là cháu đi làm thì ông ngoại không có lo, còn giờ tự nhiên nó bỏ biệt vô âm tính, nó không nói gì hết. Thì em cũng xin phép chị cho anh em đăng tải cái video cũng như câu chuyện của chị và cũng như là bé Hân này lên, mong rằng quý bà của chị xem để mà chia sẻ những cái clip này lên, để mong rằng cho em Hân này thấy sẽ quay về hoặc là gọi điện cho gia đình mình biết rằng là con như vậy để cho gia đình yên tâm. Hiện tại bây giờ ông ngoại đó thì rất là bệnh nặng. Chị có đôi lời nào gỡ để cho cộng đồng mạng cũng như là bé Hân này biết, anh em sẽ kết thúc clip này luôn. Dạ mời chị. Thì giờ anh mong là cộng đồng mạng chia sẻ giúp em, cho em cho bé Hân tìm gọi điện về với liên lạc với gia đình. Chỉ cầu mong bé gọi điện nói với ông ngoại là ông ngoại ơi con đi làm 1-2 tháng con về con thăm ông ngoại. Là vậy là em cảm ơn chị rất nhiều. Dạ rồi, em cũng xin chân thành cảm ơn chị ha. Anh em sẽ đăng tải cái clip này lên ha. Mong rằng bé Hân sẽ xem thấy cái clip này, hình ảnh này, để mà mong liên hệ đến gia đình. Dạ rồi, em chào chị ha. Dạ, em cảm ơn anh.